Mong đợi gì ở chung kết The New Mentor? The New Mentor, chương trình truyền hình tìm kiếm những người mẫu toàn năng, đã dần đi đến hồi kết với rất nhiều điều đáng để khán giả mong chờ. Đêm chung kết The New Mentor hứa hẹn sẽ làm mang nhiều yếu tố bất ngờ khi các thí sinh lọt top năm nay đều vô cùng xinh đẹp và tài năng. Có thể nói cơ hội quán quân đang chia đều cho 4 vị huấn luyện viên với những gương mặt vô cùng triển vọng. Là chiến binh đến từ đội của Hoa hậu Hương Giang, Vũ Thúy Quỳnh sở hữu gương mặt không góc chết và được các Super Mentor đánh giá cao khi có thể cân được yếu tố commercial thương mại lẫn high fashion thời trang cao cấp. Cô sở hữu chiều cao 1m74, số đo 3 vòng, 85-61-94, cùng kinh nghiệm chinh chiến tại nhiều cuộc thi lớn như siêu mẫu Việt Nam 2018. Với những yếu tố đó, tin chắc rằng nữ hoàng núc bốc miền Bắc sẽ làm nên chuyện. Đỗ Hương Giang có lợi thế chiều cao và thân hình chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó là tư duy phản biện xuất sắc cũng như bản lĩnh của một chú ngựa chiến thực thụ. Cho đến thời điểm hiện tại, cô được đánh giá là gương mặt hội tụ nhiều tố chất nhất để chạm đến danh hiệu The New Mentor. Trà My thuộc nhóm thí sinh có nhiều kinh nghiệm trong cuộc thi. Cô từng giành Á quân Việt Nam Next Top Model 2011 và có hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu. Trà My cũng từng xuất hiện trên nhiều tạp chí thời trang lớn như Elle, Official, Baza. Mặc dù có điểm yếu khá lớn ở khả năng giao tiếp, nhưng với những tư chất quá tốt cô đang sở hữu, chắc chắn Trà My sẽ là một đối thủ đáng gờm. Lâm Châu là thí sinh nhỏ tuổi nhất của The New Mentor, nhưng bản lĩnh và sự tự tin của cô gái này khiến nhiều đàn chị phải dè chừng. Trong tập 9, cô đã xuất sắc, nhận được hợp đồng trở thành đại sứ thương hiệu Vivan Skincare với trị giá 300 triệu đồng. Tuy nhiên, những tranh cãi về thái độ trong thời gian gần đây có thể là một rào cản lớn trên chặng đường đến ngôi vị quán quân của Lâm Châu. Ngay từ đầu cuộc thi, Như Vân đã được cộng đồng mạng đánh giá chiến binh nghìn máu của đội Hồ Ngọc Hà. Vì sự kỳ vọng quá lớn từ khán giả nên đâu đó xuyên suốt quá trình, cô vẫn chưa thực sự bứt phá khỏi vùng an toàn. Có thể nói Kim Phượng là gương mặt đậm chất high fashion nhất trong dàn thí sinh năm nay. Với một sân khấu trực tiếp đòi hỏi khả năng trình diễn và biến hóa như đêm chung kết The New Mentor, khán giả có quyền hy vọng về sự tỏa sáng của cô gái đầy kinh nghiệm dàn dặn này. Mai Ngô là một chiến binh mạnh mẽ, đầy quyết tâm chiến thắng của mùa năm nay. Mặc dù đã có những lúc cô ngã ngựa trong các thử thách thuyết trình, nhưng tin rằng dưới sự dẫn dắt và chiến lược thông minh của Thanh Hằng, Mai Ngô sẽ có thể bứt phá thể hiện hết mình. Lê Thu Trang hiện tại đang nhận được rất nhiều kỳ vọng từ khán giả khi là thí sinh đại diện duy nhất của Lan Khuê. Với những kinh nghiệm dày dặn và bản lĩnh tôi luyện được trong suốt những năm tháng cống hiến cho ngành người mẫu, cô chắc chắn sẽ cần tỏa sáng hơn nữa để không phụ sự tin tưởng lớn lao từ vị Super Mentor Lan Khuê. Chia tay chương trình từ tập 2, Bùi Lý Thiên Hương xuất sắc, lội ngược dòng khi giành lấy tấm vé bình chọn để tiến thẳng vào đêm chung kết. Bỏ qua những tranh cãi bên lề, có thể thấy người đẹp quê An Giang sở hữu nhiều lợi thế về vóc dáng và gương mặt hoàn hảo. Liệu cô sẽ đốt cháy sân khấu như thế nào sau một thời gian vắng bóng quá lâu?